Dạ vâng, em chào các bác. Hôm nay thì em về được rất là nhiều súp ha. Đấy, trong đây thì có 5 con súp Yamaha SW160 này. Đấy, một con đen và 4 con vàng ha. Rồi, và ở phía trước này thì em về được một con Yamaha SW90. Đấy, những cái e căng thì em đang cạy nhẹ nhẹ ra ha. Để mà lát em bóc ra em quay cho các bác xem những cái tuyến loa bên trong. Rồi, và ở phía trước này thì có những con súp Mỹ này. Đấy, những con súp Mỹ này đều là bass 25 ha. Đây có một con calip cuối cùng này các bác này. Rồi và em sẽ quay cho các bác xem con đầu tiên ha. Đây là con Bock Audio. Đấy, thương hiệu Bock Audio đến từ Mỹ ha. Bass 25. Thùng vắt con này về thì cũng còn khá là đẹp này các bác cùng xem này. Đấy, không có bị cấn móp bể nở gì ha. Đấy, góc cạnh rất đẹp. Rồi và em mở cho các bác xem bên trong. Đấy, cái e-căng này thì có một vài cái chốt thì nó bị gãy các bác. Đấy, như cái này gãy này. Đấy, nó còn lại hai cái chốt ha, một cái chốt giữa này, chốt giữa và một cái chốt này. Đấy, nói chung là mình gài vẫn được các bác, gài vẫn dính bình thường ha. Rồi và đây là bên trong của súp đây, một bass 25. Đấy, bass 25. Con này thì các bác chơi phòng tầm 25m² trở về này. Đấy, một lỗ thông hơi đây. Những dòng súp Mỹ thì đánh rất là mềm các bác ha, nó giống như những con súp Yamaha vậy đấy, đánh tiếng rất là mềm. Đấy, tiếng nó không có bị tức ngực các bác, xuống sâu ha. Rồi và đây là phía sau của súp đây. Đấy, Bock Audio này. Rồi, con này thì điện là từ 110 ha cho tới 120V này các bác này. Đấy, 100W ha. Bock Audio thương hiệu Mỹ. Hàng bãi Mỹ về các bác. Đấy, một nút volume này, một nút cắt tầng này. Đấy, đây là nút nguồn ha. Tắt mở này, đây là đường vào AV. Rồi con này các bác nghe nhạc và karaoke đều hay ha. Bát nó đánh hay, xuống sâu. Đấy, con Bock Audio này em có xin báo giá với các bác là 4,2 triệu ha. Đấy, con này là 4,2 triệu. Bát 25 các bác, 4,2 triệu bao ship. Rồi và tiếp theo là một con súp thương hiệu RCA các bác này. Đấy, con này nó về chung với cái công Mỹ ha. Đấy, súp Mỹ luôn, súp bãi Mỹ luôn các bác này. Đấy, căng trước thì còn đẹp lắm. Rồi và em mở ra cho các bác xem bên trong. Đấy, những cái này thì chốt nó còn hết ha. 4 chốt còn hết. Rồi con này bass 25. Đấy, đánh rất lực các bác. Dòng này ha, đánh cực kỳ khỏe luôn. Bass xuống sâu. Rồi thùng vắt còn rất đẹp luôn, đẹp phía trên này. Rồi bên hông đây ha. Rồi và đây là phía sau của súp đây. Đấy, góc cạnh rất là đẹp ha. Rồi và đây là phía sau đây. À, bên hông ha. Rồi em quay cái thông số cho các bác xem. Đấy, thương hiệu RCA ha. Hàng bãi Mỹ, 120W này các bác này. Và điện của nó là 120V ha. Đấy, điện Mỹ các bác. Đấy, USA ha. Một cái nút volume, một nút cắt tầng đây. Và đường vào AV. Đấy, tổng thể đây là phía sau của súp. Con này thì các bác cắm dây vào là chơi luôn ha. Đấy, cắm dây vào là nó có tín hiệu luôn các bác. Nó không có cái nút tắt mở ha. Mình cắm vào là nó nhận tín hiệu luôn. Rồi và con này em có xin báo giá với các bác. Con này em bán là 4,5 triệu ha. Đấy, con RCA này bass 25. 4,5 triệu con này là em bao ship này. Đấy, bass đánh rất lực và sâu. Rồi và tiếp theo là con cũng là một hãng Bock Audio. Đấy, nhưng mà nó thiết kế khác nha. Đấy, bát mặt trước này, bát 25. Và cái e-căng này dính khá là chặt các bác. Đấy, cho nên là không có mở được ha. Đấy, tất cả thì em test hoàn hảo rồi, đánh rất là khỏe. Tất cả là hàng zin nguyên bản ha. Đấy, những cái chỗ này thì nó hơi dột tí xíu này các bác này, phía trên ha. Nhưng mà nghe bình thường, không có ù xì gì hết. Tất cả là rất là ngon lành ha. Bock Audio. Đấy. Rồi bên hông đây. Rồi đây là phía sau của súp này các bác này. Bock Audio, một nút volume, một nút cắt tầng và nút nguồn đây. Rồi con này thì nó đa cầu điện ha, từ 100 cho tới 240V luôn này các bác này. Đấy, đường vào là dắt dây số 8 ha, dắt vào tín hiệu AV đây. Rồi con Bock Audio này em có xin báo giá với các bác luôn. Đấy,
còn đẹp lắm, nó hơi dộp dộp những cái chỗ này thôi này. Đấy, nhưng mà mình nghe bình thường ha, không có ù xì gì đâu, các bác cứ yên tâm, tất cả là test hoàn hảo hết rồi, bát 25 nguyên bản hết ha. Rồi con này em có xin bán cho các bác là 4 triệu đồng ha, 4 triệu đồng con này là em bao ship này. Rồi và tiếp theo là những con súp của Yamaha. Đấy, những con súp rất là đình đám ha. Súp Yamaha thì tuyệt vời rồi các bác. Đấy, thương hiệu Yamaha này. Đấy, những con này nó đánh không thua kém gì những con súp Mỹ các bác. Đấy, Yamaha làm súp rất là tốt ha. IST SW 90. Đấy, một con 90. Cái càng còn rất đẹp ha. Cái càng phía trước này. Một nút nguồn đây, nút cắt tầng và nút volume. Rồi và em sẽ mở ra em quay cho các bác xem là bên trong. Đấy, cái con này thì nó trang bị một bát 20. Đấy, bát 20 ha, chơi cái phòng tầm 20 mét vuông trở về. Đấy, lỗ thông hơi đây. Đấy, chất âm của súp da thì các bác yên tâm ha, đánh rất khỏe và rất là sâu. Đấy, cái tiếng trầm nó xuống sâu ha, nghe rất hay. Đặc trưng của súp Yamaha. Đấy, con này thì các bác chơi phòng tầm 20 mét vuông thôi. Còn mà các bác chơi phòng lớn hơn thì nó không có khỏe đâu các bác. Nó sẽ bị loãng ha. Rồi, đây là phía trên của súp đây. Con này về rất đẹp này các bác này, bên hông này. Rồi và phía bên đây nữa ha. Đấy. Có một vài bác dặn em con này mà em không có nhớ số ha. Các bác nào mà thấy mà quan tâm thì các bác gọi lại giúp em. Đấy, đây là phía sau này. Rất đẹp luôn, con này đẹp xuất sắc luôn. Đường vào AV ha. Rồi và con này thì thông số điện 400V này, hàng nội địa Nhật ha. Công suất tiêu thụ 65W và made in Malaysia. Đấy, một đốt nguồn phía sau nữa này. Những con súp da này thì được sản xuất ở Malaysia hoặc là Indo. Rồi và con SW90 này em cũng xin báo giá với các bác là 3.4 triệu ha. Con này là 3.4 triệu bao ship này. Đấy, 3.4 triệu bao ship. Và tiếp theo là 5 con súp điện Yamaha SW160. 5 con ha. Đấy, đây là con số 1 này. Đây là con số 1 đây ha. Con số 1 thì nó hơi xước chỗ này tí xíu, cái đề can này. Một chỗ này một ít ha. Và chỗ sau này một ít này. Đấy, nhẹ thôi các bác. Rồi đây là con số 2 đây. Đấy, con số 2 đây ha. Số 2 không xước này. Đây là con số 3 đây. Đấy, số 3 không xước ha. Và đây là con đen. Duy nhất một con đen các bác. Và đây là con số 5 đây. Đấy, số 5 đây. Có mỗi cái con đầu tiên thì nó bị xước ha. Bị xước hai chỗ em mới chỉ đấy. Và cái e-căng thì nó cũng bị lủng hơi nhiều. Đây, chỗ này ha, nó hơi nhiều các bác. Đây, tổng thể con số 1. Rồi em quay xung quanh trước ha. Lát em sẽ mở e-căng cho các bác xem một lượt. Và những con này thì bên hông thì cực kỳ đẹp ha. Để em có để cắt ra em quay cho các bác dễ xem. Đấy, bên hông này những con nào cũng đẹp hết. Đây con số 2 này. Bên hông là còn đẹp hết các bác. Đấy, đây nữa ha. Rồi, tiếp theo là con số 3 bên hông này. Bên hông thì em bao đẹp cho các bác ha. Đấy. Những con này về còn đẹp lắm. Chỉ có con số 1 thì nó bị xước hai chỗ như hồi nãy thôi. Còn những con này thì rất đẹp rồi. Đấy, bên hông rất đẹp ha. Rồi, và em sẽ quay một loạt phía sau. Và lát sẽ báo giá cho các bác. Rồi, phía sau con số 1 này. Nó chỉ bị xước đề can thôi. Còn góc cạnh thì hầu như là không có con nào bị cấn ha. Không có nào bị cấn đâu, đẹp hết. Đây, phía sau. Đường vào AV này. Rồi, thông số thì 100V này. Công suất tiêu thụ 85W. Made in Malaysia ha. Một đúng nguồn phía sau. Đây, con số 2 đây. Đấy, phía sau rất đẹp ha. Vẫn vậy các bác. Đấy, đi 100 này, 85W này. Malaysia. Rồi, đây là con số 3 đây. Đấy. Thông số vẫn vậy ha, đi 100 này. Malaysia các bác này. Rồi, đây là con màu đen. Duy nhất một con màu đen ha, bác nào xếp màu đen thì các bác chơi con này. Đấy. Đây, đi 100 này. 85W, made in Malaysia. Nó cũng như con vàng thôi các bác. Đấy, cái này nó hơi đốm đốm ha. Rồi, và đây là con số 5, màu vàng. Đây, như nhau thôi các bác.
Malaysia ha. Rồi và em sẽ mở cho các bác xem bên trong những cái tuyến loa. Dòng này thì được trang bị 2 bát 20. Rồi em sẽ mở hết cái căng ra, quay một lượt cho các bác xem. Cái này e căng các bác mở thì các bác mở bằng ở dưới ha. Ở mé dưới á, các bác phải lật ngược con súp lên thì các bác mới cạy được hai cái lỗ ở dưới. Họ có chừa cho mình hai cái lỗ ha. Để mình lấy cái tua vít hai ke mình chọt vô. Thì các bác chọt ở trên là nó chảy thùng hết. Mở là mở từ ở dưới các bác. Rồi các bác chờ em xíu ha, còn một con nữa thôi. Rồi và các bác cùng xem mà từ con số 1 trước đi. Đây con số 1 trước nha. Một nút cắt một nút nguồn này, nút cắt tầng này và nút volume đây. Đấy, trang bị 2 bát 20. Một lỗ thông hơi ở giữa này. Những cái tuyến loa là còn đẹp zin hết ha. Đấy, tất cả những con này luôn, tuyến loa là đẹp zin hết. Nguyên bản hết và zin cả gân luôn ha. Gân zin luôn. Đấy, con số 3 này. Như nhau thôi các bác, không khác gì hết. Đây là 2 bát thật ha, 2 bát thật hết. Bên trong cũ là cũ từ đôi. Đấy, 2 bát thật hết. Đánh rất khỏe ha. Đây con đen đây. Con đen thì nó chỉ khác màu thôi. Đấy, còn chất âm là như nhau hết. Đây, còn cuối cùng đây. 2 bát 20, 2 bát thật. Rồi sub Yamaha 160. Những dòng này thì rất là hay rồi các bác và rất là nổi tiếng ha. Đấy, em cũng xin là báo giá với các bác luôn. Và những con này thì các bác chơi được những phòng 30 mét vuông trở về. Đây các bác ghép nghe nhạc hoặc là karaoke đều hay hết. Đấy, em cũng xin là báo giá với các bác là 3 con vàng đẹp ha. Em báo giá những con đẹp trước. 3 con vàng đẹp. Đấy, giá của nó là 6 triệu đồng ha. Để em bao ship. 3 con vàng đẹp là 6 triệu đồng bao ship ha. Còn cái con vàng này thì nó bị chày hai chỗ để can rất là nhỏ thôi các bác. Và cái e căng nó hơi lủng nhiều nhiều ha. Đấy. Con này là 5 triệu rưỡi các bác này. 5 triệu rưỡi con này ha. Để em bao ship. Và cái con đen này. Đấy, em quên báo các bác là nó bị gãy một cái chốt e căng. Đấy, chỗ này nó dính chặt quá các bác. Mở ra bị gãy ha. Đấy. Rồi con màu đen này. Thùng vắt cực kỳ đẹp luôn. Đấy, gãy một chốt e căng đây ha. Nhưng mà mình đóng vẫn được. Đóng 4-5 ốc còn lại ha. Gãy một chốt này thôi. Đấy, con này là 5 triệu tư các bác này. 5 triệu tư con này ha. Là em bao ship. Rồi và cuối cùng là còn một con súp Mỹ Calip. Đây là con súp Calip ha. Bát 25 ốc đất. Và phía trên mặt thì nó dính những cái trắng trắng này các bác. Đấy. Rồi em lật cái bát cho các bác xem. Trang bị bát 25 ốc đất. Đây dưới này các bác này. Bát 25 ha, ốc đất. Con này đánh cực kỳ là khỏe. Nó đánh chất âm chắc cỡ những con này các bác này. Hoặc là nó thua một xíu thôi ha. Nó thua một xíu. Rồi phía trên của súp đây. Đấy, nó dính những cái trắng trắng phía trước này các bác này. Bên hông ha. Con này em sẽ bán giá mềm cho các bác dễ mua. Đấy, vì nó bị dính mấy cái dây dơ này. Đấy, rồi và đây là phía sau. Đây, phía sau của súp này. Rồi và thông số ha, nút volume này, nút cắt tầng này. Đấy. Và đây nút nguồn này. Một thương hiệu và súp Calip đến từ Mỹ ha, đường vào AV. Đấy. Con này điện 120V ha, điện Mỹ các bác. Lỗ thông hơi. Cái con này thị trường họ bán tầm 6 triệu đồng các bác này. Thị trường ha. Nếu mà hàng đẹp á. Còn con này của em thì nó không có được đẹp, nó dính mấy cái gì ở đây này, trắng trắng. Đấy. Chỗ này nó hơi cắn tí xíu ha, nhẹ nhẹ chỗ này nữa nè. Đấy, con này thì em cũng xin bán cho các bác là 4 triệu tư ha. 4 triệu tư con này là em bao ship này. Tất cả là nguyên bản hết ha. Bát 25 ốc đất, 4 triệu tư bao ship. Rồi bắt đầu quan tâm thì các bác gọi giúp em. Đây 0981 384842. Và em cũng xin chào các bác nhé.